Xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì anh em đội team mình cũng đang có mặt tại cái con đường nhỏ đi sang nhà của em Xua, phía ngay đằng sau của anh em mình đây các bác ạ. Thì hôm vừa rồi là có món quà của một anh giấu tên ở Atlanta, ở bên Mỹ. Vừa rồi thì có em Đào đi vào chia sẻ ghi hình video gần nhất thì cũng mua dép cũng như là mua chăn vào cho gia đình. Thì em Đào có bảo là cái gì? Alata phải không? Đào và Alata, tôm hùm Alata, Alaska. Thì nó Alata với Alaska thì chả khác gì nhau, nói đã sai rồi. Trêu tí thôi nhưng mà cũng mong là anh thông cảm. Bởi vì là các anh em đội team thì cũng toàn anh em dân tộc cả thôi, thành ra là lâu lâu quê mùa một tí. Nhưng mà thôi thì cái tấm lòng của anh em của anh ấy thì gia đình cũng có nhận được rồi, cũng như là đội team em cũng đã chi gần hết rồi. Nội dung hôm nay thì còn mỗi là 370.000 đồng thì cũng vừa phát xong cái món quà chỗ các cô chú ủng hộ cho nhà của cháu Tùa cũng như là năm cháu mồ côi ấy, là vừa xong trên kia. Gặp ngay là có em Xua đi lên trên kia cũng chắc đi chơi sao, cũng bảo là về có bố ở nhà thì xuống trao nốt cái phần quà của anh giấu tên ở Atlanta cho gia đình, cũng như là có những cái mắm muối mì chính gì thì tự có gọi là có chút kinh phí trong gia đình ốm đau bệnh tật thì mua thuốc mua thang để mà dùng. Vì là tem mình chưa dám trao tiền cho gia đình lần nào thì đây cũng là lần đầu. Với lại thì tiện đường xuống nhà chỗ em Tủa năm cháu mồ côi thì sẽ gần với cái nhà này nên là cũng không sắm được cái gì thêm. Thì là mong là mọi người thông cảm là cũng trao nốt phần quà của anh giấu tên ở Atlanta nữa là xong. Còn đây là cái phần quà chỗ cô các cô chú ở dưới xuôi ấy, gửi lên chỉ cô Nhiệm với tao nhỉ, cô Thanh nhầm, nên là cô Thanh cô gửi cho năm cháu mồ côi cũng như là bảo là có thêm một phần quà nhỏ gửi cho em Chía ấy. Nên là các cháu xách đi theo thôi để hôm nào lên nhà em Chía thì ấy. Cái này thì không phải là phần quà của gia đình chỗ bác ấy đâu, nhưng mà để trên kia thì mất lần sau là không còn cái gì nữa, đâm ra là anh em mình ấy thôi, đi xuất phát lên nhà của em Xua xinh gái. Nàng tiên ấy, nàng tiên cá ấy nhỉ. Sinh nhưng mà bụng hơi ỏng một tí thôi. Nhỉ. Em đấy ấy. Kéo khi lại có bầu à. Em này là tình hình là có chồng rồi các bác nhá, cũng không phải là không có đâu nha, bỏ chồng rồi. Nên là có một đứa không biết là cháu trai cháu gái thì hôm nọ thấy bảo là ở bên nhà chồng. Cô này là ở lấy chồng ở Đồng Văn. Đấy, hôm nọ tình hình là anh em mình có gọi là nói chuyện qua như thế, hôm nay vào là chiêu em bé một tí. Xem là hỏi là lấy em Xua làm vợ xem em có chịu không. Trêu thôi nha, là khả năng là bố mẹ ngoại ở nhà là xem là mình không nói trước là ông bà lại tối nay là điện đến thì chết mình ấy. Trêu thôi. Để xem là gia đình là phản ứng ra làm sao, bởi vì là các anh em mình lên trên này thì nói chung là vừa mang cái món quà của các cô chú ấy, nói chung là những cái tấm lòng vàng của các mạnh thường quân. Thứ hai là nội dung nó cũng có phần giải trí một tí cho các bác gọi là theo dõi cho nó hấp dẫn thôi các bác ơi. Bây giờ thì mời các bác là cùng lên nhà của em Xua nhá, cũng như là cả đại gia đình này là gần như là cái người không được minh mẫn cho lắm các bác ơi. Nói chung là các cháu thì gia cảnh nghèo khó, nói chung là học thì nó cũng không đến nơi đến chốn. Đâm ra là có lúc hỏi tên bảo là không nhớ tên gì, còn bảo hỏi lại mẹ, mẹ ơi con tên gì, vì thế là chết rồi. Căng nói. Thôi bây giờ thì mời các bác cùng theo tem mình đi. Chỗ nhà em Xua ngay đằng sau anh em mình đây rồi. Sắp đến rồi. Đấy, có thanh niên nhỏ nãy là chạy đanh đảnh về trước rồi này. Ui dồi, cái ngô này cũng nhận là ngô nhà Xua hơi bị tuyệt vời nhỉ. Một gang có bắp luôn rồi. Người đẹp ngô cũng đẹp. Đúng một gang này. Đấy. Ngô này gọi là ngô gì đây? Không biết, ngô này ngô nếp, ngô tẻ cũng không phải. Ngô tí hon à. Đây này nhỉ, cây ngô bê tí này đấy, đây là cái ngô vụ 2 đấy các bác. Ừ, thì nhiều bác bảo là sao vùng cao người ta không trồng ngô vụ 2. Cũng đúng thôi, bởi vì là trồng nó không được ra hồn gì.
mất công và cũng không có ấy. Nói chung nhà có bò ấy thì là trồng được. Nhưng cái này là cái loại bé bé này mà luộc cái ăn này tuyệt vời nhé. Không có hạt mà. Ừ. Có chứ. Xem đi. Ừ. Anh bóc ra thì anh thấy có một hạt thì sao? Một hạt thì luộc là bị tốn củi luôn. Tốn củi gì? Đây cái này là cái... nói cho thơm. Mình nước ngô này uống nước hơi bị ấy đấy, bị bổ đấy. Nó chả bổ gì nha, nó mát đi. Ừ. Ở quê em còn lấy cái dâu ngô về luộc ấy các bác ạ, nó không phải là ấy đâu. Đấy, đường lên nhà em xua. Hôm nay ra này, bảo em xua ra mèo vạc ở đó ai. Được không phá? Hả? Không được á? Sao lại không được? Giờ ở ngoài chỉ này. Lò tre. Nên nấu cơm vào than ở đây không có nước sạch giờ lại nối vào nước. Ai à, dạ, nối từ đâu về đấy ông ơi? Chắc từ nhà xưởng về đó. Hả? Vừa mới làm à? Ai ừ. Nước này sạch không? À, tít dẫn tít lên trên đường kia xuống à? Nhà tủ ấy nhỉ? Nhà tủ xuống. Nhà tủ á? Đâu? Cái này dẫn ở nhà ở trên hốc tre kia chứ. Nhà trên kia mà. Cô đi đâu rồi chú? Cô đi đâu rồi? Con Niền đi. Con Niền ấy. Con Niền à? Con Niền ua. Con Niền ua ngà kia ni giàu cẩn tắc à? Đi lấy tiền chế độ cho các con. À tiền chế độ. Không biết có được nhiều không? Ít thôi anh ạ. Tiền chế độ của học sinh ấy chứ. Ít mà. Cháu em đi học ấy, em biết. Em đi cùng ấy, lấy được ít thôi. Đấy, thanh niên này. Gầy thế. Nó ai chỉ mà mê mê nào. Nói gì? Nói gì mà mê mê? Hả? À, nó mọ. Mua mọ mà nọ mà. Mua nọ mà. Mọ à? Ủa, cả mồm không nói thành câu. Thôi được rồi, giới thiệu qua một tí. Hoàn cảnh này thì hiện tại có 7 thành viên trong nhà các bác ạ. Thì thứ nhất là có 5 con, cũng như là có 2 vợ chồng nữa. Tuy nhiên thì gần như là ai cũng... người không được khôn khéo cho lắm. Đây là một cái điểm nhấn mạnh cũng như là mong muốn là sau những cái nội dung này thì sẽ được các bác là giúp đỡ ủng hộ một phần để cho gia đình là tạo điều kiện là sẽ có một chút gọi là trang trải này. Thứ hai là có một cái con vật gì đấy mà phát triển kinh tế là quá tuyệt vời. Các bác có thể xem thấy là đây cũng là những thanh niên gọi là cả trong nhà, nhưng mà do là vùng cao thì tiếng nói các thứ không biết. Thì chăn nuôi thì cũng chả có con gì, đâm ra cứ suốt ngày cứ ấy như thế này, cứ ở nhà như thế này thì cứ kéo nhau đi xuống thôi các bác ơi, không có việc gì làm, đi làm cũng không đi làm được, ai lấy không biết tiếng ai lấy, thì cũng lỡ như thế rồi. Thì vùng cao nhiều hộ người ta cũng khổ như thế, thế nên là qua những cái nội dung này thì em cũng mong muốn là các bác là tạo một cái điều kiện nhất định nào đấy để cho gia đình, và là thứ nhất là về cái cơm no áo ấm trước đã. Thứ hai là có một cái công việc gì đó thì càng là tốt, nhưng mà cái vấn đề đấy thì mình gọi là nhóm em là cũng chỉ gọi là mang những cái yêu thương của các nhà hảo tâm đến với gia đình thôi. Với lại gọi là anh chị em trong đội team này cũng góp một chút sức lực của chúng mình để làm sao là anh em mình có thể gọi là mang nó vào đây, cũng như là kết nối, quay ghi hình để cho mọi người cùng vừa xem vừa giải trí, cũng như là vừa giúp đỡ được những cái hoàn cảnh ở trên kênh. Đấy, rất là mong mọi người cùng nhau hỗ trợ nhé. Con xua này. Đấy, vào đây nói chuyện với bác một tí đã. Ây da, chú hôm nay có cái áo xịn ấy, hịn à. Hả? Ây da, cái cửa này phải nhấc mới mở được à? Hả? Cửa này căng ở nhà. Cái này... Hả? Không phải, không phải cửa. Thế là cái gì? Thế là không đủ. Hả? Không đủ à? Không phải cửa, không đủ mới đúng phải không? Cô đi lấy tiền cho các cháu học sinh các bác ạ. Đi về trong này để xem, kiểm tra xem là thời gian vừa gần đây thì anh em có mang quà đi vào trong này thì thứ nhất là mình cũng thấy về những cái này thì
Chắc là cũng ngủ rồi đấy. Bởi vì là trong này thấy lộn xộn hết rồi. Ngủ rồi sáng ra này lại gấp vào xong rồi cho treo lên ấy này thôi các bác ơi. Thì ở trong nhà thì nói chung là hoàn cảnh này thì cũng khó khăn. Các bác có thể là nhìn những cái đồ hồi này, từ trong nhìn ra cũng như là ngoài nhìn vào thì nó gọi là đối với anh em mình ấy, bản thân em bé là cá nhân em bé là như ở quê em là thực ra là những cái lều cái quán ấy còn đẹp hơn. Đây là em cũng chia sẻ thật. Ở quê em độc răng cái bạt ra để mà làm một cái nhà, gọi là làm một cái nhà tạm ấy, để mà xây cái nhà mới lên ấy. Xong rồi mình làm cái nhà bếp để nấu nướng cũng như ngủ nghỉ ở trong ấy, còn nó còn đẹp hơn những cái căn này. Không có nghĩa là quê chúng em là giàu, nhưng mà đại khái là người ta một phần người ta cũng biết, vừa biết cách làm cũng như là dưới kia thì cũng có thêm một vài cái gọi là sẽ kiếm ra tiền nhiều hơn, nào thì công ty, nào thì những cái khác nữa, công ty nào thì buôn bán, nào thì chăn nuôi. Nhưng mà trên này muốn có những cái đấy thì mình cũng yêu cầu trước tiên phải có gọi là đồng tiền phải đi liền với khúc ruột đã các bác ơi. Đây xem giường chiếu của bên này thì ba ông bà, tức là hai vợ chồng với một đứa con út là ngủ chiếc giường này các bác ạ. Đây là những cái màn miếc các thứ là rất là lâu đời cũng như là cũ lắm rồi. Tuy nhiên là không có thì cũng cứ tận dụng thôi các bác nhá. Đấy, khâu rất là nhiều chỗ theo như em quan sát. Và đây là ngủ ba người, còn hai thành viên. Hai em trai lớn lớn ấy, sau em xua ấy là ngủ chỗ này này. Hôm trước em lên còn gặp. Đấy, thì em mới bảo là rất là khổ. Bởi vì là giường thì không có. Thì tất nhiên rồi, nhà 7 khẩu thì các bác biết đấy, thì mỗi thành viên thì người ta ngủ nghỉ ở chỗ này không thể đủ được 3 người ngủ. 3 người, nếu mà 3 người lớn lớn này, như các thanh niên hiện tại trong nhà đang có là không đủ được. Tấm ván này nó rơi vào độ 1 mét thôi này. Mét đến mét 2. Không biết là được mét 2 hay không. Như đại loại là mấy người ngủ đây xong thì các em người ta ngủ kia nữa. Hết rồi, gia đình cũng chỉ có bằng này thôi, nên là có một số thành viên là kiểu không biết chữ, bây giờ vẫn được đi học, tuy nhiên là do là nó sâu xa quá, đâm ra là việc học tập nó hơi bị trùng xuống một tí các bác ạ. Chú hôm nay đi làm gì? Ừ. Chú á? Về nhà. Về... Đây chú đứng đây, hai chú cháu mình tâm sự tí nhỉ. Không đi ôm búa chị nè. Chị mua nhất chê. Chị mua là về nhà dẫn nước thôi anh ạ. Dẫn nước thôi à? Thế là bây giờ có nước về nhà mình rồi nhỉ? Một đê rồi hả? Có đê. Nhiều con chát rồi mà. Nhiều con chát tụ. Thế là đây mới là lần đầu tiên nước về đến nhà mình chứ? Phải đấy anh ạ. Tại phải. Chắc em nên em hỏi chỗ em xua ấy. Còn là không có nước về đến tận nhà đâu, phải đi điệu cơ. Chú cũng bảo hôm nay ở nhà dẫn nước vừa về đến nhà đấy. Xua cười gì xua, tụm tím. Xua lúa chín này xua. Xua ơi. Xua lúa chín này. Về mèo vạc làm dâu không? Mù mèo vạc ở nhà chị mù. Hả? Chị vạc. Hãy tiểu mù rồi chị mèo vạc chị mù. Chị mù. Mù mà. Nhớ chê mù chị mù. Ủa chà chị mù. Hả? Không đi, thích ở đây hơn cơ. Thích ở đây à? Không về mèo vạc à? Mù đó. Về Làng Sơn không? Về Làng Sơn với anh không? Mù Làng Sơn chị mù. Hả? Chị mua á? Pau Làng Sơn là từ mà. Pau Làng Sơn nhá, từ chị Pau. Làm sao biết? Dạ, hôm nay cô công chúa hôm nay đeo được cái vòng truyền đẹp quá. Chiếc nổi lắm. Hả? Nhà Pau nhà đúng không? Chiếc Pau cũng có đấy. Thế là trước đấy là có một đời chồng rồi, cô này. Nhà chú nhỉ, đúng không? Bây giờ gì nữa mà. Nào chú ra đây nói chuyện một tí, chú cháu mình nói chuyện một tí. Nói đi. Chú cháu mình nói chuyện một tí. Thế là anh ở Atlanta, cháu bà ấy xem ở trong kia có cái tiền là lẻ đưa đây cho chú 70.000. À đâu, 300, ở đây có 70, 370 đúng không? Vâng. Của anh Atlanta còn thừa. Ừ. 370 anh ạ. 370. Thế là cháu vào đây mấy lần nha, không gặp chú ở nhà, chưa lần nào đưa cái tiền mặt cho gia đình mình ấy. Thế là cháu mới bảo là hôm nay vào thì cũng... đưa chút tiền cho gia đình chú của một anh ở Atlanta.
Đây vừa tìm nãy giờ các bác ơi, không có tiền lẻ nên ra là đưa luôn cho bác là 500.000. Đây là món quà của anh ở Atlanta, không phải là Alaska nhá. Đào nghe rõ chưa? Em nghe rồi. Số tiền hôm nọ gửi cho gia đình mình 2 triệu, nhưng mà dùng đi dùng lại rồi, bây giờ là còn dư lại là 370. Không có tiền lẻ thì cháu đưa cho bác là 500 nhé. Vâng vâng. Nên là bác cầm số tiền này để chi trả mắm muối các thứ cho gia đình nhé. Hôm nay tiện đường chúng cháu không mua gạo vào. Nhá. Ni ở tu tí lão nư pa lão thọ nư pa su pa pa cho con trời ni ga lão nư pa lão nhá. Hạ chừng su pe pu sa mà tu tí lão nư chỉ muốn nhẹ mẹ nư pu tu pu tu sa chi pu nhá. Pu chi chi pu. Nên mà sa sa. Vâng. Ok. Mẹ mẹ. Mì xay ở thì hơn. Mì xay. Hai tên này là tú vào tàu bà. Ê tú. Thế xua nè. Cháu thích xua lắm rồi. Ừ. Chỉ bố nào cả chỉ cả nè. Bố mà xua nhẹ mà mũ chỉ nhẹ mà xua. Xua cái gì nhẹ là xua. Xua. Tú thích lâu nè. Mùa, mùa vạc cả. Ui nhẹ nè. Chỉ bao lâu là nhẹ hay ít lò thôi. Nhẹ chỉ nhẹ. Được không? Hãy lò có anh bé chỉ xấu mà xía đó. Ừ. Nhẹ chỉ nhẹ nè. Bà đi vào nói chuyện xong thì kiếm vợ cho chú phải đấy. Vâng, vâng, vâng. Chị Hồng ơi. Chị Hồng ơi. Chị xem được video này thì... Trêu tí thôi, tí nhỉ. Đấy, đấy sợ mình, đó mình, chị Hồng ơi. Cháu nhà mình phải trêu chứ. Phải mà thế thì xem là tình hình như thế nào. Đấy, bác cứ đi nhá, tình hình là như thế nhá. Thì là bác là mua mắm muối mì chính nhá, mua thuốc thang các thứ. Con cháu thứ ở nhà nó ốm. Thế như thế cho nó dễ. Thế là còn một anh con cả nó đi đâu rồi? À tú lô một thứ hả? Lô á? Mù trả lại. Mù xà là đi đâu? Đi chơi à? Đi chơi rồi. Đi chơi anh. Có hơn lự. Anh đi làm à? Anh cả này là hay đi lắm phải không? Tôi phênh nó phênh mù mà. Phênh mù ấy. Toàn đi thôi anh ạ. Ừ. Toàn đi cho nên là không ở nhà mấy. Thế là thấy bà xua vào một năm mới về lần mà phải không? Thực tế thì lõi dầu mà. Thực tế lõi dầu ấy. Lâu lâu sắp quên hết mặt con rồi mới về một lần. Sắp quên hết mặt con à? Chắc là nó cũng không được khôn. Em đấy. Em đấy nó cũng không được khôn mấy các bác ạ, bởi vì là các em là cũng đã ấy rồi, cũng vào đây trò chuyện nhưng mà ui mặc giày mặc dép còn trái lấn tướng ra rồi, nhưng mà cũng không ấy. Thì nhà bác này là gọi là cả nhà cũng mình nói hơi ấy một tí, nhưng mà đại khái là cả nhà cũng gần như là ai cũng không được khôn khéo mấy bác ha. Đúng không? Bác công nhận không? Bác không nọ là tên mình là gì cũng không nắm được nè. Đầu tiên bảo là Hờ Mỹ Vừa. Xong này vừa mới hờ đấy, nhưng mà bác tên thật là Hờ Mỹ Vừa các bác nhé. Đấy. Ừ. Thế là dép giữa các thứ là bác là phải hàn hết thế này rồi à? Hả? Tùa tà đó. Tùa mà. Tùa tà, lìa tà đó. Tùa có phải mà. Tùa cũng phải à? Ừ. Thế là bác hàn chung quanh rồi đấy. Cháu xem cái này hàn, bác hàn sang tận đâu. Đây hàn xuống tận dưới này. Ngày xưa em cũng một thời này các bác ạ. Em cũng thế anh ạ. Ừ. Cũng không phải là mỗi mình bác đâu, bây giờ bác là cũng như là đang vào cái thời đấy của anh em mình ấy. Ngày xưa là cái anh các cháu cũng ăn cơm độn chán, không phải là tự nhiên là có những cái ngày hôm nay đâu các bác ơi, cũng do là cũng phải cố gắng nỗ lực nữa. Từ cái thời ông bà bố mẹ dưới em thì ngày làm không hết việc, bây giờ không có cái gì, cũng hái củi rồi chăn trâu chăn bò chăn vịt các thứ, nói chung là cả ngày. Vâng, thế cảm ơn chú nhá, cố gắng hơn nữa vừa. Không lồn thì bác. Bao mình mẹ đi. Bao mình mẹ. Biết ít này bác ơi. Thế là năm nay gói bánh trưng đến đâu rồi? Trồng cây này trả cây gói bánh trưng à? Trên này mà con không biết dùng cái này đâu anh ạ. Với lại là... Lấy về gói ngô. Tết cũng không bao giờ làm bánh gì hết. Đúng không bà? Năm ngoái có những cái bác tặng gạo nếp cho bà con ở trong thôn Chù Lủng ấy. Hay là bà con thích lắm các bác ạ, bởi vì có gạo nếp. Mặc dù bà con không gói bánh chưng đâu, nhưng mà kiểu là gói bà con lấy về nấu xong thì lấy về ăn này, kiểu như thế cũng ngon. Thế thế nào xua để anh không biết, anh còn biết anh về này. Nhắc đến mặt đỏ ửng như này. Đang suy nghĩ. Suy nghĩ hay là không biết? Hả? Chị nhẹ nào, lúc gì luôn à? Này hả, ăn nhẹ này, ăn đổi thấy là lù nè. Nhẹ nè.
Thích rồi. Nhiều nhiều u nhiều o nó. Nhiều là ô. Thích rồi. Chị không xem được. Ôi giời, có việc gì đâu, ai bảo không lên trên này. Nhẹ các bác nhỉ. Nhiều đó. Nhiều mà thích lắm thích, rồi. Thích rồi, em thấy nó mặt đỏ hết rồi. Mốt. Nhiều mà mù mà. Thích nhưng mà lại không muốn về thế này thì thích làm gì nhỉ? Ngô chim mua. Chim mua lòng. Thích nhưng mà không đi theo. Bà bảo quay về đây xem nào. Xem cho các bác xem nào, xem mặt mặt má má hồng xem nào. Anh bé đi nhỉ, chị đi lo đi. Chị em đã đi, cả chị không đi bỏ nè. Ôi, trêu đùa đi thôi các bác nhá. Nghỉ tí à. Người ta tưởng không tưởng thật này đến lúc mệt lắm. Đòi đi theo. Nhà cứ để đấy nha nhà, mình không giải thích ra đâu. Về thôi nha. Trao xong quà rồi. Trao xong quà cho gia đình rồi, xong rồi là ngủ chê nó, cầm đồ đi. Giờ ngủ chê đâu? Ngủ chê. Không thích là về đấy. Thích về đấy. Giờ ngủ chê à? Ngủ chê giờ ơi. Chi ờ. Về thôi. Về thôi. Open nung mà tua nó. Open nung mà tua. Đấy, nhá. Con thêm phép nhá. Mở nhá nhá. Về đấy cho nhá. Vâng. Mùa nhá. Mùa chỉ cho mùa, mi say ô. Mi đi về nhá. Niệm mê. Niệm mê u mủ đó. Mủ nè. Mủ nè. Ở bên nung mà tua nó. Mua tụ cây là quay quay như này là là vào việc. Phải không ạ bà pa? Tụ cây là quay quay như này này con gà ấy. Úp úp này. Lử cây gì á? Lử cây lọ. Ở bên nung là mua tụ cây lọ lọ là lử đó, lử cây đó. Lử cây. Hả? Lử cây. Lử cây. Phải học. Cười khí khí thế chết rồi. Đùa tí thôi đi, phải nhiều đôi khi nó phải phải rạng rỡ một tí các bác nhỉ, không thì anh em mình như thế thì mới vui, nhưng còn ấm ấm ý như là chỗ cô đào đen này thì thôi. Xin chào các bác, hẹn gặp lại tất các bác ở clip tiếp theo nha. Bye bye, em xin chào.